mà Lịch muốn lên tiếng về vấn đề này thì Lịch đã suy nghĩ, có một thời gian suy nghĩ khá là chắc chắn, và mình muốn sắp xếp lại mọi thứ một cách gọi là chuẩn xác nhất. Vì mình cũng không muốn là, ngay cả bản thân mình cũng sợ là mình làm quá vấn đề này lên. Nhưng mà sau khi xem xét từ những hành động của anh Khoa, từ những cái lời nói của anh Khoa, thì Lịch mới cảm thấy rõ ràng là trong quãng thời gian đó anh Khoa đã có vấn đề về những cái hành động đó. Và đồng thời với việc nữa là qua những cái lời nói của anh Khoa thì có nghĩa là anh ấy lợi dụng trong cái quá trình là mình đang rất tâm huyết với cuộc thi, thì lợi dụng cái sự gọi là sự nghiêm túc của mình, cái sự cần thiết của mình đối với cuộc thi, và có những lời nói giống như là muốn trao đổi với mình, và muốn giống như là muốn 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 mình giống như là đáp lại tình cảm đó để có thể giúp, giống như trong cuộc thi của Lịch sẽ, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn và cái công việc của Lịch sẽ tốt hơn. Thì Lịch đã từng giống như là muốn bỏ qua cái vấn đề đó, nhưng sau một vài lần nói chuyện trực tiếp với anh Khoa thì cảm thấy là anh ấy rõ ràng giống như là có vấn đề về đạo đức rất là nhiều, và mình cảm thấy là mình cần phải nói ra. Thứ nhất là bảo vệ cái bản thân mình trước đã, tại vì không chỉ là sau khi kết thúc cuộc thi mà sau cuộc thi thì mình vẫn còn phải nhận những cái lời đồn thổi xung quanh sau 2 tuần làm việc đó, nó ảnh hưởng đến gọi là lòng tự trọng và cái danh dự của mình rất là nhiều. Và sau khi nói chuyện thêm thì rõ ràng anh ta rất là cố chấp và muốn giấu nhẹm mọi chuyện đi, và có những hành động để có những lời nói rất là giống như là xúc phạm mình cũng có, rồi kiểu như là giống như khiêu khích mình ấy, nghĩ là mình sẽ không dám nói ra điều này. Còn nghĩ là mình cần phải có một sự thật đối với những vấn đề này để mọi người có thể lường trước và có thể tránh và biết bảo vệ bản thân mình. Khi mà Lịch đã ngồi đây và trả lời trực tiếp như thế này thì có nghĩa là Lịch đã dám đối mặt với những cái lời mà Lịch đã nói. Tại vì khi mà mình đăng những cái dòng trạng thái đó lên Facebook thì họ nói là chỉ biết ghi lên đây mà tại sao không dám lên tiếng thật. Thì đây, đây là một cái chứng minh đầu tiên là mình chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Và điều thứ hai là khi mà mình đã lên tiếng một cách trực tiếp và chỉ đích danh người nghệ sĩ này là ai, chứ không phải là trong quãng thời gian đó tôi bị anh nghệ sĩ A, nghệ sĩ B làm có những hành động này, mà Lịch đã nêu đích danh tên, có nghĩa là mình đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Và khi mình nói ra điều này, nếu nó là sai, có nghĩa là nó là một sự bôi nhọ, một sự bịa chuyện, mình nói sai sự thật, thì có nghĩa là Lịch đã sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời nói của mình trước tất cả mọi người hoặc trước pháp luật luôn. Không phải là sau khi Lịch chia sẻ những vấn đề này thì cuộc sống của Lịch mới xáo trộn, mà trong quãng thời gian Lịch gặp tình huống như vậy là bản thân cuộc sống của Lịch đã rất xáo trộn này. Lịch gặp rất nhiều về vấn đề tâm lý, khủng hoảng tâm lý và mất ngủ, tại vì mình cứ bị ám ảnh bởi những cái lời nói đó, những cái hành động đó. Và công việc của mình thì mình bị mất hứng thú với nó, mình bị trì trệ lại mọi thứ. Và sau khi Lịch, ngay từ cái ngày đầu tiên Lịch công khai về cái vấn đề thiếu sự thiếu trách nhiệm thôi, là đã có rất nhiều số điện thoại lạ gọi đến, giống như là hăm dọa cũng có, thì kiểu như là xúc phạm mình cũng có. Đại khái là chỉ là một nội dung là tại sao lại dám nói lên những điều như thế để ảnh hưởng người khác, mà họ lại không biết đặt ngược câu hỏi lại là trong quãng thời gian đó bản thân Lịch cũng đã bị rất là nhiều vấn đề, Lịch cũng đã bị bôi nhọ, Lịch cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đến hiện tại giờ phút này Lịch vẫn chưa đưa ra những bằng chứng cụ thể, không phải là Lịch không có mà là Lịch chưa muốn đưa. Thứ nhất là phía bên đó họ không có hành động đáp trả, Lịch không muốn mình phải từ là một người có thể mạnh mẽ nói lên tiếng nói của mình bỗng trở thành một con người quá quắt và nhỏ nhen và kiểu muốn làm lùm xùm lên để làm một điều gì đó, hoàn toàn không phải. Lịch muốn một sự thật nào đó được phơi bày, một góc cạnh nào đó của con người đó được mọi người thấy để mọi người có thể né tránh. Còn về vấn đề pháp luật là như Lịch đã nói ngay từ đầu, khi mình đã xác định nói lên vấn đề này là mình đã chuẩn bị tâm lý về phần vấn đề đó. Và hiện tại thứ bảo vệ Lịch
đến giờ phút này đó chính là bằng chứng, đó là sự thật và sự ủng hộ của mọi người.